Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đây chương trình diễn âm sấm vàng của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào thân ái và cầu xin ơn trên Tam Bảo hộ trì cho quý vị được hưởng trọn vẹn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Kính thưa quý vị, để tiếp theo phần đọc sám giảng. Đây là quyển thứ 3, Văn Lục Bát, dài 612 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Ngài cũng viết tại làng Hòa Hảo, năm Kỷ Mão. Khởi đầu bằng câu ngồi trên đảnh núi Liên Đài và chấm dứt bởi câu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Trong quyển này, Đức Giáo Chủ dạy tu nhân đạo. Ngài viết: tu cầu cha mẹ thảnh thơi, quốc dương thủy thổ chiều mơi phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Nếu chịu vẹn gìn theo lời chỉ giáo trong quyển sám giảng này, thì nhân đạo của ta có thể coi là hoàn mỹ lắm. Vậy trân trọng kính mời chư quý thính giả và chư quý đồng đạo lắng tâm suy nghiệm lời châu ngọc của Ngài. Qua các đọc giảng viên: Nguyễn Bé Bảy, Nguyễn Văn Chót, Bùi Thị Thảo Lan và Lê Bảo Thi thành kính đọc lại. Nam mô A Di Đà. Dạo chơi tầm bất tri âm, nay thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiếng tạm thật về ngồi coi. Phong trần như tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi vốn mơ rừng xanh, tối về kinh kề cưới canh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười,
ham vui, đào mặn vuông tròn chẳng xong. Chừng nào sâu nọ quá lòng, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên.
nhập mà đến xuống gần chúng sanh. Chốn kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo danh bướm ông. Hiếu trung hỡi liệu cho xong, đến chừng gặp trần ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sao nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa. Lập rồi cái hồi long quang, đặng coi hiền đức nghi đức làng bao nhiêu. Gian tài hồn xác cũng mơ tiêu, thảm thương ba tánh chín chiều ruột đau. Mặc ai tranh luận thấp cao, thương trong lễ thứ xáo xào từ đây. Chinh chinh bóng xế về tay, đối nhìn nhìn trần thế xác thấy ê hề. Thương trần người ta cũng mơ, ráng thề đặng cho ba tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được nghe đức ăn, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là đền đáp xác thân nghe mới còn, ai mà sửa đặng vuông tròn lòng dân đến nỗi lầu son giữa kề. Thương đời dân vật sai kể từ hầu hạ nghĩ bơ
mình thầy vào ra chầu chức đài mấy cùng gần. Tuy là nương dừa non tầng ngày sau thế cuộc xoay dần về bây giờ bác nghi lộn với chị nửa sao lọc lại dứt tì cùng chê bơ dần chớ có say mê trung lương chấm trực giữa kề đài mây mạng lo gây gỗ tối ngày chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương thân này ăn tuyết cười năm xưa chẳng than chẳng thở vì thương thế trần theo thầy giảng dạy nhiều lần dương gian nào biết thế trần nào cầu cho dân khỏi nạn tai qua nơi khổ não mặc ai chê cười bạc đầu giang xanh vàng mười u mê mà lại chê cười thần tiên đ
đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Chữ rằng như quả phước như vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hối phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của ai biết hồi nào nguôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rít chẳng vui đâu là răng to. Mãn xa trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tình chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần đồ cho. Hương đời hết dài cần lo, chẳng lo niềm như Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho sống. Cũng sửa vậy thì
mới mau. Trí hiền tâm đức chui lao, ra công lộc kỳ thì thao ra vàng. Vinh qua phú quý chẳng mà ra quay ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ vinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vận làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiên phỉ tình chùi lao. Hiểu rồi những chuyện lao đao ở cùng cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngôn ngang. Hung ăn ý của giàu sang, chẳng kiến trời Phật mê mang ý tìm. Dạy rồi cái đạo tu hiền, làm trái nhỏ tuổi tình duyên đang nồng. Cũng
đừng ghẹo gái ơi, có chồng cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chồng ghẹo gái xinh, nửa sao mắt phải yêu tinh hư mình. Sự cho dèm chữ nghĩa tình, dân lời cha mẹ mà nhìn gia can. Đường chiếu lệnh cho an, loạn lung can kỷ hỗn mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời phố phàng, tình duyên chẳng kiếp thì chạy chớ đừng cái lình gió mây ngoại tình. Đi thưa về cũng phải trình công dung, ngôn hạnh thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hơn mới là. Chữ dung là phận đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Giàu cho mắt chữ nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặt giàu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan.
đừng dùng lời tiếng phàn nàn, thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở vùng trầm sớm đừng cho mất lòng. Bốn đều nếu đã làm xong, cùng dình chớ phục tâm sống dài rồi. Những chuyện đức ân phần làm cha mẹ sư phân lẽ nào, lỗi lầm cha có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đừng cào đừng lời hiền đức tốt tươi đắng mà giáo quá vàng mười chẳng thương. Cũng đừng gây gỗ giận hờn cho con bắt trước xả vô xưa nay sao chữ lành tánh chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít nói, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để ơi nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến dịp tái tới rồi tu sao kịp chịu mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng mặc ai dèm xem sớm trưa chẳng màng. Gặp trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cũng nhiều. Thương đời ta mới ơi đánh liều, mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay. Muốn tu con đời nhiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài người có quá
sao cho xét vậy thì vẫn ôi nhớ. Tại sao chẳng cũng về xôi, bởi vì tận thế Phật tôi ăn chè cũng không nghe có muốn qua què lầu đài sơn phớt nước cùng là chẳng ham nhớ. Ai chi thờ dài cùng cam chớ tôi cũng chẳng có ham lâu đài chứ đừng kể chắn dài đừng nề mau lâu nhớ. Gieo khuyên khắp hết đi đâu đâu bớt điều mê dối mới hầu thấy ta đừng theo lũ quỷ lũ ma cũng kiến nó mà nó phải ăn quen chết rồi cũng bớt cốc kèn trong đàn lời nhạc tới sen ít gì đàn nhu thẻ lễ cùng kỳ mắt phải chuyện gì phố phục bình hưng lại thêm đàn địch ni từng từng đem con heo sống mà dưng làm gì chủ gia kẻ lại người quỳ làm chuyện gì kỳ giả dối hay không nếu không thì trả lời không bằng mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta lúc sâu và bi học nhỏ cứ mãi làm thi ngào đời đồi ngắm chuyện trên trời tình duyên cả nước dậy thời vô con thấy đời ta cũng héo vốn học nhỏ mà chẳng tròn nghĩa nhân khoe mình chẳng có ai hơn nhờ làm thuốc bắp đỡ cơn túng nghèo hiền nhân chẳng chịu làm theo đợi ai có bệnh chẳng thắng hôm thời các bãi các ba nó đổ
chân lập hồi sắc hồn lìa xa. Cũng là mẫu mực người ta lấy tìm. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân. Muốn sao giữa được các lần, hãy nên trao sữa hiền nhân như mới là. Những người quê dốt thật thà cũng nên tu niệm nhờ màng thân sao. Lập đời mới biết thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chi. Đời xưa coi ngủ viên kỳ, đem tài học thuốc hiến thì cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước nghe chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mà thế nào. Luận xem thế sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhiên, bớt bỏ rình rang. Một khi nếu cha mẹ chết làm là lời truyền giáo của thầy, bông hoa cầu Phật hiệp dày đi chung. Còn mình muốn đại làng thôn thì gắm trong thế sự nực cười, chẳng lo cãi sớm cho người tâm ngay. Mình làm chữ chuyện đi.
rõ ràng. Làm tuần trà rượu xinh xoan, rồi thì chửi lộn mà ăn nổi gì. Dương trần làm chuyện gì kỳ, tạo nhiều cảnh giả chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tế lễ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống dễ thì cho ăn, không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đâu là chốn thiên cái đàng, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Khiến quỷ nói lâu nực cười, ta khuyên hết thảy ơi các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng réo làm gì,
nghìn ngàn kiều mua có khi hại mình. Nghe không thì cũng mặt tình, nói cho rõ rệt dân tính không là. Quan Âm Nam Hải Phổ Đàn cũng thầy ra lệnh nên tai giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền mà kêu mà reo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin như chư Phật cứu nay dưỡng trần. Khuyên đừng chửi ơi thánh niệm mắng thần, xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Lương thần tình yêu đương.
bàn môn tài phép nào từ kêu trời dầm đất cùng thề giả rân nói cho trần thế liệu toan chớ theo ta đạo mà tan xác hồn nó làm nhiều phép nhiều môn bùa mê thuốc lô mê hồn chúng sanh thành bệnh cũng rằng nếu tin thời mắt ta tành về sao bây giờ có ca lần người nào không dùng của thế sắc màu cùng tranh đấu tối ngày chẳng thôi kẻ hung chừng đó làm mồi cho bài ác thú đền bồi tội xưa bây giờ còn ma lòng lừa chẳng lo kiếm chỗ đục niềm mưa sao này hiền lành chừng đói sống dày quân thần cộng lạc nghe mấy ngày vui chơi đến đó tai mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời đỉnh phong thiên hoàng mở cửa các nghi lân địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn mười cửa xem thấy ghê hồn cho trần coi thử có mà hay không nhân hoàng cũng lấy lẽ công cùng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian hoàng trở lại là đời thương
Người hung chết nơi đất kia chật thay, nhìn xem bắt thầm mới ngày rày cho sao xem thấy non tần xôn xao. Tuy nghèo dùng đá cháo rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thói cũ làm càng trộm gà cắp dịch xóm làng ghét dư. Khi xưa ta cũng làm thơ mà đời trần hạ làm ngơ dạy cho trần thế phỉ tình. Đàn tiên cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ hát bộ là thường, để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cái lương tuồng ấy cũ mềm tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn nhảy lui nhảy tới lăn xăng làm tuồng mèo mà thêm nhân cho đời. Hạ quan lòng già đôi chơi, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ra lời dạy của thầy để chừng đến việc nghe kiếm thầy khó sang. Tây phương thầy lại quá xa,
tràng trình truyền sống. Mấy lời ngày nay dân chúng dậy thời gian trí, hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi, quang minh sáng suốt vậy thì dân ôi, thương dân khó đứng khôn ngồi, xót xa dài ngọc bồi hồi tâm trung. Gió giông thì coi cây rung, phương xa có giặc thúc dung đằng nào. Trời Tây chúng nó hùng hào, đêm lòng gây gỗ máu đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng qua trung, thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Mài áo quần làm mướn
Đà ăn chơi. Dọn xem hình dốc lạ lời, ra đường ăn nói những lời nguyệt hoa. Trong tâm nhớ những điều ta lời ăn tiếng nói thiệt là quá lắm. Xưng là đầu trẻ tuổi xanh chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối, vậy thì dân quê người xưa nó lại kinh chê ông cha hữu bài u mê hơn mình. Tớ đang làm những chuyện trái đời vô lý. Cớ sao chi cô trong kim phụ cha phán chúa lội niềm tôi ngỡ con thấy đời trần gặp mai đôi rách cười chê, miệng kia hễ mở chửi thề gian dân. Chẳng lo rèn trí lập thân, để làm sao trái khổ thân sao này. Giáo viên các sở ơi, các thầy khuyên mau tỉnh ngộ tập dài lòng nhớ. Giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bốn phần hai hơn bạc vàng. Đánh liều ta cùng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Vinh hoa như thế bọt bèo
tướng bất luận khó nghèo cũng xin. Nhắc năm gia tình triệu minh, nàng kêu vì hiếu bán mình chủ cha. Tuy là lưu là bôn ba, đến khi mãn hạn bạc xưa cùng nhìn. Mình xưa nay lời lẽ sức
lần nào ta gặp hôm hoàng chúng sanh mới hết phàn nàn số căn mạnh ba gia cùng các chư tăng việc tu không đợi hướng đăng làm gì đời cùng tôi gấp kịp thì đặng xem như báo ngọc ly kỳ năm non Phật thương bốn đạo như con muốn cho bốn đạo lòng son ghi lời nửa sao đến việc biết đời bây giờ chưa thấy nói thời không tin tới đây cùng dứt giảng kinh nếu ai biết sửa tâm linh mới màu nam mô lòng sở nguyện cầu chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan cầu Phật Tổ Phật Thầy Quán Thượng Đẳng Đại Thần chư Quán Cửu Thần chư vị Sơn Thần chư vị Năm Non Bãi Núi phổ độ ba tánh vạn dân tiêu tai tình sự giải thoát mê ly Nam Mô A Di Đà Phật.